Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những năm gần đây, liên tiếp các vụ thảm án gia đình với thủ đoạn ra tay tàn độc, vô nhân tính đã gây rúng động dư luận. Đáng nói, nạn nhân của những vụ án này lại là những người cha già khắc khổ và hung thủ không ai khác, lại chính là đứa con mà họ đã dành cả một đời tần tảo chăm sóc, nuôi nấng. Mà vì đâu con cái lại có thể nhẫn tâm xuống tay tước đoạt sinh mệnh cha mẹ mình như vậy? Thứ Sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2015, Hải Lăng, Quảng Trị. Chưa bao giờ người dân ở xã Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị lại chứng kiến một vụ cuồng sát đến ghê sợ như vậy. Người ta kể rằng, tờ mờ sáng, Lê Văn Hòa, 29 tuổi, đã nổi cơn, khỏa thân, tông ngồng chu chéo, phóng xe máy vù vù khắp làng. Hắn hung dữ dọa nạt bất cứ ai mà hắn gặp. Ai có lỡ đi ngang qua chỗ Hòa đang vung đao múa kiếm thì cũng tặc lưỡi, nép sang một bên cho yên chuyện mà tự nhủ. Chấp chỉ thằng dở người, hết cơn nó lại trở về là một thằng Hòa hiền lành, chất phác và biết vâng lời cha ngay ấy mà. Hết cơn loạn thần, Hòa rúm gió nơi xó nhà. Theo quán tính thường nhật, hắn cất tiếng gọi cha ơi. Cha hắn là ông Lê Văn Diên, 53 tuổi, người cha hết mực thương yêu, gần gũi và lo lắng cho hắn hơn bất cứ ai trên cuộc đời này. Và đối với Hòa, ông Diên chính là người hắn yêu kính nhất, người mà hắn gọi hỏi sau cơn cuồng loạn. Ai cũng sợ hãi, trong cơn cuồng loạn đấy, hắn vẫn gây ra việc xấu, làm tổn hại đến hàng xóm xung quanh. Nhưng không ai ngờ được chính người cha mà hắn kính yêu ấy lại ngã gục trước lưỡi dao oan nghiệt của hắn. Giữa trưa ngày 13 tháng 3 năm 2015, chang chang nắng, bên sân nhà hàng xóm, người ta vẫn còn phải nhặt nhạnh từng mảnh thi thể không toàn vẹn, vương vãi khắp nơi của ông Diên. Thi thể ông Diên bị phân thành nhiều khúc, vương vãi khắp từ sân, trong nhà, ngoài vườn cải cho đến tận trong chuồng lợn. Lê Văn Hòa không nhớ gì cả. Khi bị khống chế rồi bị áp giải lên đồn, hắn chỉ biết mình đang rất đói bụng, khát nước và gọi tên cha. Trong thâm tâm hắn cứ gọi là cha hắn sẽ đến. Nhưng hắn đâu biết được rằng hắn vừa gây ra một sự việc vô cùng kinh hoàng mà bất cứ ai trông thấy cũng phải khiếp sợ và ám ảnh. 11 giờ 15 phút, trưa ngày 13 tháng 3, vừa mới tranh thủ ra vườn thăm về, ông Diên gặp ngay đám trẻ hàng xóm hớt hải chạy sang báo. Ông Diên ơi, anh Hòa lại chân chuồng, phóng xe ngoài đường la hét kìa. Nghe vậy, ông Diên vội bỏ cái cuốc, vội vã chạy đi tìm con trai. Sang hàng xóm, ông Lê Văn Huỳnh, 74 tuổi, cách nhà của gia đình ông Diên 50 mét. Ông Diên phát hiện Hòa tay lăm lăm cây dựa, la hét dọa người. Thường ngày, Hòa chỉ nghe lời có mỗi mình cha ruột của mình, nên ông Diên rất tự tin bước đến ngăn con trai. Vừa nhẹ lời cho con nguôi cơn điên dại, ông Diên vừa đưa tay đoạt lấy cây dựa trên tay của Hòa, nao ngờ. Người ta kể lại, thấy ồn ào bên nhà ông Lê Văn Huỳnh, họ chạy sang thì thấy ông Diên đã nằm giữa sân, còn Hòa tay lăm lăm cầm dựa chém trà tới tấp. Hai con mắt Hòa đỏ ngầu, miệng la hét, dọa chém tất cả những ai lại gần. Lúc đó, Hòa như một con thú, một con quái vật khát máu. Hắn chém xuống những nhát dao nghiệt ngã, chút lên cơ thể của chính người cha đáng thương của mình. Trông thấy cảnh đó, ai cũng khiếp sợ và kinh hoàng. Lực lượng công an cùng các biện pháp nghiệp vụ mất hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ sau mới có thể khống chế và đưa Hòa về trụ sở. Hòa vẫn gọi tên cha trong vô thức, sau khi hết cơn, nhưng nào biết cha hắn yêu thương lại chết thảm thương ngay dưới tay hắn. Lê Văn Hòa, một tên nghịch tử có dấu hiệu về tâm thần, hắn gây án trong vô thức, không định hình được hành vi của mình mới ra tay sát hại người vô tội. Nếu như hành vi của Lê Văn Hòa vừa đáng giận nhưng cũng đáng thương, thì có kẻ dù tinh thần minh mẫn, tỉnh táo, vẫn sẵn sàng ra tay sát hại chính bố đẻ của mình. Đó chính là Nghiêm Viết Thành, một con quỷ thật sự. Sáng mùng 9 tháng 5 năm 2009, Hải Dương, người ta phát hiện lẫn trong đám bèo lập lờ một cánh tay người. Cùng với đó, người ta vớt thêm 4 phần cơ thể khác, 2 chân và phần thân bị cắt rời làm đôi. Tử thi được phát hiện với nhiều phần thi thể tách rời, nhiều vết thương tích, xương mặt dập nát không thể nhận dạng. Qua xác định dấu vân tay, xác định nạn nhân là ông Nghiêm Viết Yên, sinh năm 1958, ngụ tại đường Điện Biên Phủ. Lúc đó, cậu con trai quý tử còn học lớp 12, Nghiêm Viết Thành, cũng mất tích một cách bí ẩn. Thành nghiện game, học hành sa sút, nợ nần chồng chất vì nạp thẻ game. Ập vào bắt gọn Thành đang ung dung xem TV trong một nhà nghỉ. Ai cũng bàng hoàng trước thái độ rừng rưng của Thành, trong khi ông Nghiêm Viết Yên, bố cậu ta vừa bị sát hại dã man. Cũng từ ấy mà nguyên nhân ông Yên chết thảm không nguyên vẹn xác thịt được hé lộ. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5 năm 2009, Thành đi chơi về muộn bị cha hỏi lý do. Cậu ta trả lời đồng vì đi học, nhưng ông Yên không tin, buông lời trách mắng. Thấy bố nổi giận, Thành định đi sang phòng mình như mọi khi.
nhưng lời lẽ nặng nề đang nghiến mình, ăn tàn phá hại vẫn tiếp tục rơi xuống. Đứa con ngỗ ngược không chịu được, nó bắt gặp trên bàn có con dao inox loại dùng để chặt thịt, liền cầm lấy đi nhanh về phía cha chém mạnh. Người cha định chạy trốn nhưng không kịp, ngã xuống sàn. Sát hại xong đấng sinh thành, Thành chặt xác bố thành 4 mảnh. Chờ đến khuya, Thành mang xác bố đi vứt làm 4 lần. Xong đầu đấy, hắn về nhà lau các vệt máu dưới sàn nhà, lục ví lấy 8,5 triệu đồng rồi đi ngủ nhưng không có chuyện gì xảy ra. Hai ngày sau, Thành vẫn đi học bình thường cho đến khi công an phát hiện túm gọn. Hai vụ án, hai tên nghịch tử, hai nguyên nhân khác nhau, nhưng cả hai vụ án này cùng chung một tính chất dã man là đã sát hại chính người cha đã nuôi nấng yêu thương chúng. Xuống tay với chính cha của mình đã là một loại tội ác tàn bạo. Ở đây, cả Lê Văn Hòa và Nghiêm Viết Thành thậm chí còn phân cơ thể thành nhiều mảnh rồi đem đi phi tang, đó là hành vi không thể chấp nhận được. Mỗi khi nhắc lại hai vụ án trên, người ta đều không khỏi ám ảnh, không chỉ bởi những thi thể người không toàn vẹn mà còn phẫn nộ bởi lý do đằng sau những vụ án nghiêm trọng này. Đối với Lê Văn Hòa, trong cơn điên loạn vô thức, hắn đã không kiềm chế được bản thân, không nhận ra được chính người cha thương yêu hắn hết mực mà làm ra chuyện độc ác, kinh thiên động địa, trở thành một con quỷ đúng nghĩa đối với người dân nơi hắn sinh sống. Nhưng người ta vẫn phần nào xót thương và thấu hiểu được cho Hòa, bởi lẽ hắn gây án trong thần trí không minh mẫn và cũng bởi khi hắn tỉnh cơn điên, hắn đã gọi đến cha đầu tiên. Còn đối với Nghiêm Viết Thành, tên nghịch tử chỉ vì tức giận vài câu mắng chửi, không xin được tiền, cơn tự ái của thiếu niên đang tuổi lớn mà bộc phát sát hại cha hệt như trong những trò chơi game online mà hắn mê muội. Hắn còn nhẫn tâm tới độ bình tĩnh phi tang cơ thể cha rồi ung dung trở lại cuộc sống sinh hoạt như bình thường. Tâm lý tội phạm trong đầu của một thiếu niên đang lớn khiến ai cũng phải khiếp sợ. Cả hai vụ án trên là những ví dụ điển hình cho sự xuống cấp đạo đức trong gia đình hiện nay. Khi con cái không tôn trọng cha mẹ, có những hành vi bộc phát gây ra tội lỗi, rồi tất cả chỉ còn lại là những nỗi đau đeo đằng suốt cả cuộc đời. Nghiêm Viết Thành dù thoát khỏi bản án tử hình, thụ án chung thân, nhưng bản án lương tâm sẽ tiếp tục đeo bám hắn suốt cả quãng đời còn lại. Còn với Lê Văn Hòa, tên nghịch tử tâm thần cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Lúc nào đó, khi hắn nuôi cơn, hắn sẽ phải tự suy nghĩ về hành động hắn gây ra. Người ta vẫn luôn dùng mình khi nhắc lại cả hai vụ án trên như một nỗi ám ảnh về những tên nghịch tử máu lạnh. Trong đêm khuya, Nguyễn Xuân Tú, sinh năm 1979, trú xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, ngà ngà men say sau chầu rượu tiệc cưới người hàng xóm trở về nhà. Bà ra đây, ánh mắt đỏ quạch, Tú chỉ tay vào mẹ mình, giọng nói khàn khàn như có hạt cát đang lăn lộn trong cổ họng. Và rồi tất cả đã kết thúc đau đớn bằng những nhát dao trong tay Tú. Phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Tú chìm ngập trong không khí tan thương. Nỗi đau càng nhân lên khi nạn nhân chính là người đã mang nặng đẻ đau, dưỡng dục Tú nên người. Những người đến dự phiên tòa hôm ấy đều là anh em một nhà, cho nên mọi lời nói nghẹn ứ, chỉ nhìn nhau bằng đôi mắt ngập nước. Chưa bao giờ Tú lại hận mình đến thế, ghê tởm chính mình đến thế. Càng nhìn vào các anh chị em đang chịu nỗi đau do mình gây ra, Tú lại ước rằng đó chỉ là cơn ác mộng, hoặc là Tú chưa từng tồn tại trên cuộc đời này. Chỉ tiếc tất cả đều là thật, thật đến trần trụi. Nguyễn Xuân Tú là con thứ tư trong gia đình có 6 người con và cũng được đánh giá là một chàng trai thiện tính, chăm chỉ, cần cù. Cho nên, thông tin Tú chém chết mẹ chẳng khác nào sấm sét nổ giữa trời quang. Thậm chí khi đối diện với sự thật, không ít người cho rằng đó là vì rượu, vì bia. Bởi căn bản, một đứa con hiếu thuận như Tú không thể có hành động vô nhân tính như thế. Đôi khi, không muốn đó là sự thật, nhưng thực tế nó vẫn là sự thật. Cho dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, cũng chẳng có một lời nào để biện hộ cho hành động tước đi mạng sống của đấng sinh thành như Tú. Nhắc đến mẹ, Tú bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Vị mặn chát của nước mắt thấm tận tâm can, đau đớn từng chút một rút kiệt sức chịu đựng của Tú. Từ ngày Tú tước đi mạng sống của mẹ, mỗi ngày trôi qua là một cực hình. Thậm chí Tú đã nhiều lần nghĩ đến cái chết để được đền tội cùng mẹ mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Tú càng thấy cuộc đời của mình đúng là thất bại. Làm cha, làm chồng cũng thất bại, làm con lại càng thêm thất bại. Tiếc, đó là những gì người ta nói về Nguyễn Xuân Tú. Mặc dù sinh ra trong gia đình đông anh em, cha mẹ không được khá giả, nhưng đổi lại Tú rất chăm chỉ, sống có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh. Vì học hành bỏ dở
nên đến tuổi trưởng thành, Tú chủ yếu mưu sinh bằng công việc chân tay nặng nhọc. Đến tuổi lập thất, Tú nên nghĩa vợ chồng với cô gái kém mình 6 tuổi. Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nên gia đình Tú chung sống cùng bố mẹ đẻ trong ngôi nhà cũ. Hàng ngày, Tú làm nhiều nghề để mưu sinh, còn người vợ vừa quán xuyến công việc trong nhà, vừa nuôi dạy con cái. Cuộc sống bình yên của gia đình ấy cứ thế trôi đi. Tiếc rằng tất cả đã kết thúc bằng nỗi đau chồng xếp lên nhau. Tú nghẹn ngào trình bày sự việc xảy ra vào đêm mùng 6 tháng 10 năm 2020. Tú đi đám cưới một gia đình trong xóm, khi trở về nhà đêm đã khuya. Thấy vợ đang dạy học cho các con, Tú lên giường ngủ. Chừng 15 phút sau, do uống nhiều rượu bia nên khát nước, Tú thức dậy đi xuống dưới nhà nơi bố mẹ mình ở để uống nước. Giữa Tú và mẹ là bà Trần Thị Bích xảy ra mâu thuẫn. Một lúc sau, Tú ra ngoài sân rồi dọa chém mẹ. Nghe con trai nói lời không thuận tai, bà Bích lên tiếng, mi chém đi, Tú đáp trả, bà ra đây. Lời tuôn ra khỏi miệng như chất xúc tác, khiến hành động được đẩy lên đỉnh điểm. Bà Bích vừa đi ra thì bị Tú cầm dao chém 3 nhát vào vai, lưng, bụng, khiến bà gục xuống sân trong vũng máu. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Tú còn hoài nghi với hành động vô dụng của mình. Chỉ đến khi thấy mẹ mình thực sự không còn, Tú mới hoàn hồn. Thì ra, trong phút điên dại đó, Tú đã thực sự giết chết mẹ. Bừng tỉnh trong sợ hãi, Tú ân hận nằm phục xuống, ôm thi thể bà Bích gào khóc thảm thiết trong đêm. Tiếng khóc thê lương của nghịch tử đã xé nát sự bình yên của xóm làng. Trong sự hoang mang của tất thảy mọi người đang chứng kiến sự việc, Tú đứng dậy một cách rất bình tĩnh, đi vào nhà bếp lấy con dao nhọn, đâm vào bụng mình với ý định tự sát. Tú đã được mọi người phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu nên giữ lại được mạng sống. Nguyên nhân khiến dẫn đến cái chết của bà Bích được xác định sốc nặng do đa vết thương. Tú đối diện với tội giết người. Sai lầm chính là sai lầm. Áy náy hay hối hận cũng không thể thay đổi được việc bản thân đã từng gây ra. Khi nghe hội đồng xét xử chất vấn, thực tâm Tú có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rốt cuộc lại không thể nào thốt nên lời. Giữ lại tất cả những điều muốn nói ấy, trong lòng Tú từng trận, lại thêm từng trận gào thét. Được động viên bình tĩnh để trả lời, Tú khai. Thực ra, giữa bị cáo và mẹ không có mâu thuẫn gì lớn, nguyên nhân là vì say rượu nên mất kiểm soát, không làm chủ hành vi của mình. Bị cáo vung dao chém trong vô thức, chỉ đến khi mẹ nằm xuống, máu chảy xối xả, bị cáo mới chợt thức tỉnh. Tham dự phiên tòa có tất cả anh chị em của Tú. Họ đều khẩn thiết cầu xin hội đồng xét xử xem xét giảm mức hình phạt để Tú sớm trở về chăm con. Với họ, mất mẹ đã là nỗi đau vô cùng lớn. Anh em vướng cảnh tù tội lại chất thêm nỗi đau thêm dày. Cho nên mới nói, họ đều không có quyền để lựa chọn ở vào hoàn cảnh này. Nhận được sự bao dung của đại diện bị hại, Tú bật khóc, cúi đầu xin lỗi cả gia đình. Ai cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng lỗi lầm mà Tú gây ra khó có thể nhận được sự tha thứ của tất cả mọi người. Hối hận, vô cùng hối hận. Cho dù cuộc đời này mọi người có quyền tha thứ cho Tú, thì Tú cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Tú chỉ mong rằng những gì mà Tú nhận về mình ngày hôm nay sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh đến với mọi người. Nếu đã dính đến rượu bia thì đừng để rượu bia uống mình. Sai lầm cũng có thể sửa, nhưng ở vào hoàn cảnh này, Tú biết dù có sửa tốt đến giường nào cũng không còn nhìn thấy mẹ. Đây chính là cái giá phải trả đắt nhất cho cuộc đời làm người của Tú. Tòa tuyên mức án 20 năm tù về tội giết người. Hình ảnh mẹ một lần nữa xuất hiện trước tầm mắt rồi cũng nhanh chóng tan ra sau cái chớp mắt đầy nước của Tú. Giây phút chia ly, anh chị em, vợ chồng bịn rịn, ánh mắt đau thương, xót xa cũng có yêu thương của mọi người khiến lòng Tú một lần nữa co rút lại. Qua hồi lâu, Tú mới tìm lại được giọng nói của mình. Và đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo về những video mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại!